Anh chị chào các bạn quay trở lại với kênh của Phạm Huấn nhé. Đấy thì một số bác cứ hỏi cái con D3 nó có chiều cao là 20, 25, 30 và 38 này. Nay thì bên em hàng về rồi nhá. Đấy, hàng từ kho đã về để phục vụ anh chị em các bạn này. Đấy, con này thì nhiều bác hỏi quá cho nên là bên em cũng mới ra mẫu khuôn của cái con này. Khuôn viên ra rất là đẹp luôn, bóng mịn đẹp, dễ ra khuôn. Thì anh chị em các bạn có nhu cầu về cái sản phẩm khuôn đúc con kê, đặc biệt là cái con 38 này thì có thể liên hệ này. Đấy, bên em đặt tên cho nó là D3 hay còn gọi là D38. Nó có chiều cao là 20, 25, 30 và 38, bốn số liền để anh em lựa chọn cái chiều kê của mình nhá. Anh em các bạn có nhu cầu có thể liên hệ tới một trong hai số hotline của Phạm Huấn để được tư vấn về cái sản phẩm khuôn đúc con kê này. Đó, bên em thì vừa phân phối khuôn đúc viên kê, vừa phân phối các cái dòng sản phẩm liên quan đến vật tư xây dựng. Anh chị em các bạn có nhu cầu về sản phẩm nào liên hệ trực tiếp tới hotline để tư vấn. Xin chào lại anh chị video sau. Đấy, viên da đẹp, số to rõ ràng, bóng mịn này. Anh chị em quan sát này. Đấy, số 38 này, số rất là to rõ ràng luôn nhá, số cực kỳ là nổi luôn.